cái bình cũng y như cái bình đó nè, giờ mình làm bình khác nè, mình có tùm lum tà la bông ha. Giờ mình từ từ mình làm từ từ nha. Cái bình này mình cho cái này nè, chút cao lên ở vậy nè. Ha. Đó. Rồi, mình cắm cái chính giữa trước ha. Mình coi cái gì nó đứng thẳng đứng, mình lấy mình cắm cái chính giữa trước. Lấy cái này đi. Rồi. Cắm thẳng xuống luôn. Cây trước ha. Rồi. Yeah. Cái này cái bớt paradise. Cái này cái mà để nó ở dưới ha. Dưới. Tại sao phải có một dưới một trên? Hả? Cây ở trên đủ rồi. Cây này mình để ở dưới, cho nó ở dưới mình có. Để mình muốn tạo ra cái gì? Vừa cắm mà mình vừa sáng tác ra, mình ra cái kiểu gì mình biết ra kiểu gì, mình vừa cắm mình vừa suy nghĩ ra kiểu gì. Mày nhớ đeo khẩu trang. Có cây này mình cho nó đi theo cái này đi ha, cho nó ảnh hưởng chút ha. Rồi cái ở đây mình có cái cây này đẹp đẹp đẹp, mình kiếm cây nào đẹp đẹp như cây này mình cho nó đi theo cái nhóm này ha. Cái cây này thấy nó cũng đẹp thôi, nhưng nó được rồi đi. Giờ mình có cái lá, nãy cái lá bự đâu rồi? Ờ, lá bự này mình để làm sao? Mấy người kia họ quay không có học cách xin ôm mà. Đó, cắm bú xua nữa, giờ bú xua nhưng mà không biết làm sao cho giữ cái bông cho nó tươi lâu. Cái nào để đâu, cái nào để đâu vậy? Ha, cần thành rồi ha. Rồi giờ mình bắt đầu mình thêm thắt rè ra mình thành rồi phải không? Mình thành mình bông rồi phải không? Cái này nó còn thiếu cái mấy cái tím tím này nè. Cái tím tím mà cái này nó bông nhỏ nhỏ, thiếu bông nhỏ nhỏ. Ok, chạy cái cây cảnh này chạy xuống bên đây. Cái gì mà ở nhà cắm bông mà có đầy đủ bông gì ha. Bông lá. Cái giường. Em nào có thích cắm bông thì vô đây coi nha, miễn phí. Hay là cắm bông miễn phí, lớp dạy cắm bông miễn phí. Này lớp này tên là gì? Cái này cây nhà có gì? Lớp dạy lớp này là của cô giáo tên gì đây? Cô cho em biết quý danh. Nhung Lê hả? Cô giáo Nhung Lê à. Tiếp Nhung. Tuyết Nhung. Đi ra ngoài vườn. Hái vô cắm. Nhà em nào có vườn thì bắt đầu ra hái đi. Nãy đó. Rồi cái giờ cái mình cắm cái bông khác. Cũng là cái bình cái dạng đó, đẹp không? Đẹp quá. Quá đẹp. Rồi còn mấy cái này tùm lum tà la quăng hết không có xài. Cái màu trắng này bỏ vô đây nó cũng không có hợp nữa. Chúng mình xin mót cho mày mót cũng xài nha. Bỏ hết. Xong rồi chào quý vị anh chị và các bạn. Nhớ về like, subscribe.
nhá subscribe để like. Nhá subscribe cho tôi nha, gì chứ. Ở đây có mua bao cũng bằng hai like luôn.